Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình Kênh Bếp Của Vợ sẽ vào bếp và chia sẻ một cái cách nướng gà mới đây. Đây là gà nướng bơ tỏi. Nếu mà các anh chị thích cái mùi thơm của bơ và mùi đặc trưng của tỏi thì hãy theo dõi Kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay để chúng ta có thêm một cái món ngon mới nữa cho gia đình mình nha. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên em sử dụng ở đây cỡ tầm 4 cái đùi gà. Mình cũng có thể thay thế bằng cánh gà hoặc là gà nguyên con nha. Tỏi băm cỡ khoảng là 6 tép tới 7 tép tỏi băm tùy thích thôi. Và đây là bơ lạc, bơ thực vật nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm sạch cái đùi gà này với muối và giấm. Nếu mà các anh chị không có giấm thì cũng có thể thay thế bằng rượu trắng nhé. Làm như thế này thì cái đùi gà của mình nó rất là sạch và nó không có bị hôi nha. Lấy một con dao á, mình cạo lên trên bề mặt của dây cổ của da gà để lấy đi hết tất cả những cái phần nhớt. Bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa sạch với nước. Khi mà rửa sạch với nước rồi thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái sốt gia vị để chúng ta ướp đây. Nhưng mà trước khi ướp thì chúng ta phải lấy một cái thớt và một con dao, chúng ta sẽ khứa ở trên cái phần đùi gà này để cho nó làm gì các anh chị biết không? Nó thấm và tí chúng ta quét cái phần bơ tỏi thì nó sẽ vô mấy cái khe thịt đó thì cái gà của chúng ta nó sẽ thơm hơn. Rồi bây giờ sẽ tiến hành ướp đây. Đầu tiên mình sẽ cho vô đây là một ít muối. Muối thì mình cho ít ít thôi, đừng cho nhiều quá nha. Và nếu mà các anh chị ăn bột ngọt thì mình cho bột ngọt. Muối thì mình cho có 1/3 muỗng canh đi. Và đường. Đường thì mình cho cũng tầm 1/3 muỗng canh đường. Tiếp theo đó là dầu hào nhé. Dầu hào thì mình cho cỡ tầm gần 1 muỗng canh. Đây là tương ớt rồi hả? Tương ớt thì mình cũng cho gần 1 muỗng canh đi. Hầu như là tương ớt thì nó sẽ có cái vụ mà làm cho cái phần gà của mình nó sánh màu lên đẹp và mùi đặc trưng của cái sốt nướng. Nếu mà các anh chị ăn cay hoặc là có thể ăn nhiều cay thì mình sẽ cho vô một ít bột ớt. Ăn nhiều cay thì mình tăng cái lượng ớt lên, còn không ăn cay thì mình không cho không sao nha. Tiêu à? Tiêu mình cho chút xíu. Và đây là mật ong. Mật ong thì sẽ cho vô đây 1/3 hoặc 1/4 muỗng canh mật ong. Nếu mà các anh chị không có mật ong không cho cũng không sao nha. Và một xíu nước mắm. Một xíu thôi, tại vì món ăn Việt Nam mình thì phải có nước mắm là với đặc trưng. Rồi đảo đều lên cho cái phần gia vị này thấm đều vô gà. Và muốn cái gà mình nướng ngon thì chúng ta phải có thời gian để cho cái phần gà này nó thấm gia vị. Kênh Bếp Của Vợ sẽ ướp ở đây tầm nửa tiếng tới trên nửa tiếng đổ lên. Và nhưng mà nếu mà các anh chị ướp lâu hơn thì mình nhớ bỏ cho tủ lạnh nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho vô bơ vô một cái chén. Lượng bơ thì các anh chị thích cho nhiều cho ít gì cái đó là tùy thích thôi à. Chứ cái này thì Kênh Bếp của Vợ không có cho cái lượng chính xác nhất nha. Kênh Bếp Của Vợ sẽ cho 2 muỗng canh đi. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ vô microwave, mình quay cho cái bơ này tan ra, chảy ra. Nếu mà các anh chị không có microwave quay thì mình hấp cách thủy để cho phần bơ nó tan. Và đây là dầu màu điều. Dầu màu điều thì Kênh Bếp Của Vợ cho vô 1 muỗng canh dầu màu điều. Đây là phần bơ vừa nãy mình đã bỏ vô lò vi sóng á, mình quay nó tan ra thì chúng ta sẽ chan vô đây có tầm 1 muỗng canh nước bơ. Những cái đùi gà này thì nó bắt đầu mình phải ướp rồi. Đó, Kênh Bếp Của Vợ sẽ bỏ ra một cái đĩa để cho nó thấm nha. Nó dễ thấm hơn. Mà mình đeo bao tay vô mình massage nó. Và mình sẽ chút hết cái phần tỏi băm vô cái phần bơ còn lại.
Cái bếp của vợ sẽ bàn bọc cái màng thực phẩm vô đây và mình bỏ vô tủ lạnh trên nửa tiếng, chúng ta sẽ mang ra chúng ta nướng nha. Nhớ bọc cái màng thực phẩm lại để nó không có bị vi khuẩn nó ra tủ lạnh của mình. Quay lại thì kênh bếp của vợ sẽ bật lò nướng 180 độ, hai lửa trong vòng 20 phút nha. Và mình sẽ xốp những cái đùi gà này lên trên cái vị nướng và mình nướng. Mình nghĩ là nếu mà các anh chị không có lò nướng thì mình cũng có thể chiên. Mình chiên áp chảo á, mình chiên dạng như mình chiên ít dầu á, mình làm cũng được. Nướng thì nó có cái mùi đặc trưng hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ vô lò mình nướng nha. Nướng 20 phút sau thì chúng ta sẽ mang ra. Và đây là cái bếp của vợ sẽ đã nướng được 15 tới 20 phút rồi. Thì khi mà 15-20 phút sau thì chúng ta sẽ lấy ra và mình quét phần bơ tỏi vừa nãy chúng ta bỏ vô đó, và mình quét lên trên. Và bây giờ chúng ta sẽ nướng thêm 10 phút nữa. Và 10 phút sau thì chúng ta sẽ chở cái đùi gà này lên. Chở cái đùi gà này lại nhé. Đó, chở cái đùi gà này lại. Và mình sẽ điều chỉnh lửa là lửa trên. Điều chỉnh là lửa trên nhé. Rồi, mình sẽ quét cái bơ tỏi này lên cái mặt gà vừa nãy. Vừa nãy mình chở nhé. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nướng thêm tầm 10 phút nữa trên lửa trên nhé. Mình điều chỉnh lò thành lửa trên. Tùy theo từng lò mà mình có nhiệt độ nướng khác nhau và thời gian nướng khác nhau nhé. Do là cái lò của kênh bếp của vợ nó có nhiệt độ như vậy. Còn nếu mà lò của các anh chị dễ chín hơn thì mình giảm cái thời gian xuống và mình canh. Nếu mà các anh chị chưa nắm được cái quy luật của cái lò nướng của mình thì các anh chị phải canh thời gian từ từ nha, thôi nó bị khét đó. Bây giờ thì đã xong rồi, kênh bếp của vợ sẽ lấy ra đĩa và mời các anh chị thưởng thức cùng với kênh bếp của vợ ngày hôm nay với món đùi gà nướng bơ tỏi hoặc là gà nướng bơ tỏi nhé. Và đây là thành phẩm. Bây giờ mình sẽ nhìn sát lại coi cái độ hấp dẫn của nó có đủ kích thích các anh chị vào bếp cùng với kênh bếp của vợ ngày hôm nay không nhé. Đây là món gà của chúng ta, rất là thơm và mùi đặc trưng của bơ và tỏi nó làm kích thích cái vị giác của chúng ta rất là nhiều luôn. Nếu mà các anh chị theo dõi từ nãy giờ thấy kênh bếp của vợ làm thấy hay thì hãy cho kênh bếp của vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nhé. Nếu mà các anh chị có cái cách làm nào khác hoặc là có những cái món ăn ngon hơn mà các anh chị cảm thấy xuất sắc thì hãy chia sẻ cho kênh bếp của vợ được không ạ? Để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình hơn. Rồi kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.